Vào tháng 7 năm 2016, 11 tác phẩm âm nhạc thính phòng với sự hòa trộn của âm nhạc cổ điển phương Tây được xây dựng trên những chất liệu âm nhạc bản địa Việt Nam đã vang lên trong nhà hát lớn của thành phố Saint Petersburg, một cái nôi của văn hóa thế giới. Một không gian âm nhạc mới đã được mở ra và đưa đến một hình ảnh rất khác về âm nhạc dân gian Việt Nam. Khi một tác phẩm của chúng ta ở trong nước mà được nước ngoài người ta trân trọng, người ta giàn dựng thì tất cả những cái đấy đều là đáng quý cả. Và với cái trình độ dàn nhạc của các nước, người ta đã lựa chọn, người ta sử dụng, tức là người ta đã đánh giá ở những cái bản phổ đầu tiên là nó đã có một cái chất lượng rồi, người ta mới chọn, người ta dàn dựng. Có một con người không ngừng say mê với nhạc thính phòng và mong muốn ngôn ngữ âm nhạc này tại Việt Nam phải có một nét riêng mà khi vang lên, ai cũng cảm nhận rõ được hồn cốt của các dân tộc trên dải đất hình chữ S. Hầu hết các nhạc sĩ Việt Nam đều luôn luôn đau đáu cái điều là làm như thế nào để đưa được những cái chất liệu âm nhạc dân tộc vô cùng đặc sắc, vô cùng phong phú của Việt Nam vào trong những cái tác phẩm của mình. Chỉ có điều nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là một trong nhạc sĩ đã làm điều đó một cách hết sức là xuất sắc. Trong một cái quá trình mà Việt Nam mình đang phát triển, đôi khi mình hay bắt chước do cái sự ảnh hưởng, sự bắt chước đó. Đôi khi người ta lầm tưởng rằng là những cái giá trị của những cái nước tiên tiến thì nó mới là đẳng cấp. Còn những cái gì của âm nhạc cổ truyền của chúng ta thì có thể là nó không thú vị. Nhưng mà không hẳn như vậy. Cũng như thời trang, cũng như là ẩm thực, cũng như là thiên nhiên, Việt Nam cũng có những cái nét đẹp của mình có thể sánh ngang với cả quốc tế. Tháng 5 năm 2017, trong đợt trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1972, là nhạc sĩ trẻ nhất được trao giải thưởng này. Đây chỉ là một trong rất nhiều những giải thưởng mà anh giành được, bên cạnh hàng loạt giải thưởng của Hội âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Thành công cả lĩnh vực sáng tác giao hưởng và ca khúc thính phòng, với quan điểm kỹ thuật chuẩn mực thế giới, không thể tách rời với cách thức tiếp nhận âm nhạc của người Việt. Xuất hiện ở các chương trình âm nhạc nổi tiếng như Điều Còn Mãi, Khúc Giao Hòa Ngày Xuân. Ở bất cứ chương trình nào, Trần Mạnh Hùng cũng ghi được dấu ấn với phong cách riêng của mình. Trong khi thị trường đang đòi hỏi những thứ khác, có tiếng, có tiền, thì anh vẫn đi vào con đường mà anh thích, đấy là sự đam mê. Trong khi các cái âm nhạc mà thị trường nó đang chiếm lấy, thì đôi khi những cái tác phẩm của Trần Mạnh Hùng cất lên là nó một cái thương nhạc khác hẳn, và nó cũng gây những cái hiệu ứng đối sau rất là thích. Tôi đã học và chơi nhiều loại nhạc thì thấy là cái nhạc tính phòng giao hưởng là cái mà nó giống như là cho mình một cái bảng màu rất là lớn để mình có thể để vẽ được rất nhiều những cái cảm xúc. Tôi nghĩ là nó truyền tải được nhiều các cái thông điệp ở trong đó hơn những cái loại nhạc khác. Theo đuổi dòng nhạc tính phòng và mong muốn tạo nên những tác phẩm mang bản sắc Việt Nam, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã viết nên câu chuyện âm nhạc của mình như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ anh trong chương trình Khát vọng Việt Nam lần này. Ở mặt bằng chung công chúng người Việt Nam ấy, thì nền âm nhạc Bắc Hằng hãy còn hơi xa với họ. Và với một cái bộ phận không nhỏ của người Việt Nam thì họ cũng rất là trân trọng cái dòng nhạc này. Nhưng cái sự trân trọng này đôi khi nó ở cái mức độ là trân trọng một cách dè dặt. Họ cũng có những cái ngại ngần. Không biết là mình có hiểu, không biết là mình có nghe và cảm nhận được cái dòng nhạc này không, nó đã tạo ra sự ảnh hưởng. Tôi cũng như các bạn thanh niên lúc đó rất thích chơi nhạc pop rock. Thì cả cái quãng đời thanh niên là tôi yêu cái nhạc pop rock, nhạc xa lắm. Và cứ nghĩ là mình sẽ đi theo cái âm nhạc đó. Đến khi mà năm 23 tuổi tôi thi vào học ở sáng tác giao hưởng thính phòng ở nhạc viện với thầy tôi là thầy Đàm Linh. Và từ đó thì tôi yêu nhất cái nhạc giao hưởng thính phòng. Sau đó thì không còn muốn quay trở lại những chơi nhạc nhẹ nữa. Ngay từ
từ những ngày đầu tiên, Trần Mạnh Hùng đã xác định cho mình con đường phải xây dựng tác phẩm nhạc thính phòng dựa trên chất liệu âm nhạc dân tộc. Những tác phẩm như Một Nửa Cõi Trầm, Gió Lộng Bốn Phương, đặc biệt là Lệ Chi Viên đã mang đến cho anh một hình ảnh khác biệt. Âm nhạc thì nó bao giờ người ta cũng cần phải biết là mình đến từ đâu. Đối với cả những cái ngôn ngữ âm nhạc thính phòng, nhạc không lời, nhạc giao hưởng thì nếu không biết tận dụng cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình thì cái câu chuyện mình kể thì nó sẽ ngọng đối với người quốc tế. Giống như là bạn có thể học tiếng Anh tốt đến đâu, ngoại ngữ tốt đến đâu thì người ta cũng, bạn hát hoặc bạn ngâm thơ thì cũng sẽ không thể hay bằng cái người bản địa được. Chính vì vậy, Trần Mạnh Hùng đã bắt đầu con đường tìm tòi, góp nhặt để đưa được yếu tố nhạc bản địa vào tác phẩm thính phòng của mình. Âm nhạc dân gian của chúng ta là phải có những cái màu sắc. Còn nếu không, chúng ta mà không có những cái đấy, chúng ta lẫn lộn với các cái âm nhạc của thế giới thì không bao giờ thành một cái tác phẩm của Việt Nam được. Tất cả những nhạc sĩ của thế giới mà nổi tiếng đều từ cái chất liệu của quê hương mình mà ra. Những dân tộc thiểu số họ vẫn giữ được cái văn hóa của cha ông họ để lại. Đó là một cái kho báu mà còn nguyên của 54 dân tộc này, con cháu chưa dùng đến. Dân ca thì nó vẫn ấm áp như thế, trầm tích của nó rất là nhiều. Thế nhưng mà lấy từ cái mỏ ra cái gì thì cái đấy mới là quan trọng. Và để chắt lọc được kho báu âm nhạc của 54 dân tộc, Trần Mạnh Hùng phải đi, trải nghiệm và sống trong những giai điệu đó. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã dành quãng đời mình để tìm kiếm những cái chất liệu âm nhạc rất là hiếm, rất là quý, rất độc đáo của Việt Nam mình để đưa vào các cái sáng tác. Mình phải đi tìm ở những cái nơi mà cái âm nhạc của cái người bản địa đấy nó còn lưu giữ được cái gốc của họ. Đôi khi nó là những cái chuyến đi tự giác, hoặc là nếu nó có những tổ chức mà đưa mình đi thì lại càng hay. Ở trong những chuyến đi đó thì khi mà đi qua mỗi một vùng văn hóa, mình cố gắng là nhìn thấy nó có cái gì khác với những nơi khác. Và mình lưu giữ nó và mình tìm cách để thăng hoa nó lên, nó tạo nó vào trong tác phẩm. Cho nên là những chuyến đi nó cũng không quá nhiều ngày, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng tôi phải rất là tập trung khi đi, cố gắng ghi chép lại được bằng máy thu hình, bằng máy ghi âm và bằng bút để ghi âm lại. Nếu chúng ta biết khai thác để phát triển nó thành ra một cái gì đó để có thể quốc tế nó, chia sẻ nó với cả nhân loại thì cái đấy nó cái sức mạnh nó sẽ mang lại cho cả cái cộng đồng chung này ở trên cái giải đất hình chữ S này là rất là lớn. Kho tàng vô giá của âm nhạc bản địa đến những tác phẩm khí nhạc hoàn chỉnh là cả một con đường dài đầy thách thức. Hãy cùng nghe những chia sẻ tiếp theo của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong chương trình Khát vọng Việt Nam. Mình nghĩ là cái việc mà kết hợp những cái ngôn ngữ âm nhạc đấy thì quả thật là rất là khó. Mình đang trong cái giai đoạn đầu của cái sự tìm tòi. Ngoài cái chuyện là mình yêu mến nó còn có cái là một cái trách nhiệm, cái sự phát triển. Tuy rằng cái con đường này khó khăn nhưng mà mình nghĩ cũng phải thử. Và Trần Mạnh Hùng đã tự cho mình thời gian để bước vào chặng đường mà anh gọi là thử nghiệm với việc hòa trộn âm nhạc bản địa và âm nhạc thính phòng. Một việc làm không hề dễ dàng. Cái thách thức lớn nhất là những cái nghiên cứu về những cái ngôn ngữ âm nhạc đó nó chưa đủ hệ thống thành ra một cái hệ thống về lý thuyết cái âm nhạc cổ truyền của 54 dân tộc đấy. Vì nếu không có hệ thống thì những người sáng tác sẽ không biết bám vào cái cơ sở nào để phát triển nó lên. Những cái nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền của các đồng bào thiểu số thì hiện giờ theo tôi thấy thì đa phần là nó đang tập trung vào là để âm nhạc ở trong cái bối cảnh chung với cả văn hóa với dân tộc, chứ không phải là những nghiên cứu mang cái tính chất là âm nhạc học. Về những thách thức như vậy, người nhạc sĩ trẻ đã xác định vừa phải đi vừa khai phá con đường này. Nói chung là giống như đi vào rừng, chắc chắn là sẽ dẫm phải gai rồi đau chân rồi cũng tai nạn đủ cả, nhưng mà mình cứ phải đi để rồi những người khác tiếp sau còn đi nữa, như thế qua nhiều thế hệ thì sẽ thành công.
cứ vừa đi vừa trải nghiệm, những tác phẩm của Trần Mạnh Hùng đã được khán giả và giới chuyên môn đón nhận không chỉ trong mà còn ở ngoài nước. Phải xuất phát trên cái giai điệu nó chứa đựng phần hồn của người Việt Nam thì các nước người ta mới công nhận được. Thế còn làm giống người ta thì không bao giờ bằng người ta cả. Thì tôi nghĩ như thế là cái điểm xuất phát là Trần Mạnh Hùng đã làm được cái điều đấy. Giao hưởng hóa chất liệu âm nhạc dân gian của Việt Nam, nó sẽ đưa đến cho không chỉ những người Việt Nam mà kể cả là những khán thính giả quốc tế được thưởng thức những cái chất liệu âm nhạc dân tộc của Việt Nam bằng một cái ngôn ngữ mới hơn. Việc tìm cách giao hòa âm nhạc bản địa với ngôn ngữ nhạc thính phòng không chỉ ở trong các tác phẩm khí nhạc hay giao hưởng, mà Trần Mạnh Hùng còn đưa vào trong các bản phối khí các bài hát Đi Cùng Năm Tháng. Người ta biết đến này, Trần Mạnh Hùng là một người viết âm nhạc thính phòng giao hưởng rất là hay và được đánh giá rất là cao. Các cái cuộc biểu diễn của nhà nước cũng như là những cái gì mang tính chất âm nhạc mà nghiêm túc và cần cái học thuật là đều có Trần Mạnh Hùng cả. Và không chỉ dừng lại ở những tác phẩm âm nhạc đơn thuần, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng còn mong muốn những tác phẩm âm nhạc này sẽ trở thành một công cụ để đưa hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới. We have asked our composer to combine the Vietnamese folk traditional music with using a symphony orchestra, Western style symphony orchestra. And we're waiting with eager and interest. We have yet to see what exact the final, so that we are able to use this and show the rest of the world, apart from Vietnam, and of course, being very formal and academic in the writing for this for the orchestra. Những gì mình làm được thì mình cho rằng nó còn rất ít. Nó chỉ là những sự khởi động, cũng chẳng chắc là mình cũng sẽ thực hiện được cái việc đó, nhưng mà mình cho rằng đấy, trong cái công việc sáng tác âm nhạc thì việc đó là cái việc sẽ phải làm trong trước mắt. Mình làm những cái điều mà nó có ý nghĩa cho âm nhạc, nó là thứ mình yêu quý, nó là thứ thiêng liêng với mình, nó mang lại cho mình hạnh phúc.